Tôm Khai Minh 20 ngày tuổi. Càng đẹp nè. Thì cái mùa đây mùa nghịch nó ham đừng nó ăn mạnh chứ mà ăn nhiều là bị chóng à. Giờ nước ở đây chắc còn 10, 12 không anh? 10, 12 không? Bữa giờ đâu mưa đâu. 10 hả?
đẹp quá vậy. Bốn mấy ta, 49 anh anh. 50 ngày. Mùa đây cỡ nó khác tới rất đẹp rồi.